Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, người phụ nữ huyền thoại của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Định sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 tại Lương Hòa, Rồng Trôm, Bến Tre. Gia đình của bà là nông dân nhưng tham gia phong trào chống Pháp. Là con út trong nhà nên bà còn có biệt danh là Út Tịch. Bà Nguyễn Thị Định còn được gọi là Madame Nguyễn Thị Định, Ba Định, bí danh Bích Vân, Ba Tấn, Ba Nhất và Ba Hận. Là nữ thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên và là nữ chính trị gia người Việt Nam, nguyên phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, bí thư tỉnh ủy Bến Tre, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, 5, 6, đại biểu Quốc hội khóa 6, 7, 8. Năm 1936, được sự dìu dắt của người anh ruột là Nguyễn Văn Trần, bà tham gia phong trào Đông Dương Đại hội như đi liên lạc, giải truyền đơn. Bà đã vận động bà con chống áp bức, bóc lột cường hào ở địa phương. Năm 1938, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1940, chồng của bà bị đối phương bắt đẩy đi Côn Đảo và hy sinh ở đó. Nửa năm sau, bà cũng bị giặc bắt và đẩy đi Bà Rá thuộc tỉnh Bình Phước. Năm 1943, do bị đau tim nặng, bà được trở về quê chịu sự quản thúc của chính quyền địa phương. Năm 1944, bà bắt liên lạc được với tổ chức cách mạng rồi tiếp tục hoạt động. Tháng 8 năm 1945, bà tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Bến Tre. Tháng 3 năm 1946, bà tham gia đoàn cán bộ miền Nam ra Bắc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ để báo cáo tình hình kháng chiến ở Nam Bộ và xin chi viện vũ khí. Tháng 11 năm đó, bà làm trưởng đoàn của đoàn thuyền chở vũ khí về Nam. Năm 1947, bà được bầu vào tỉnh ủy Bến Tre. Từ đó, bà cùng các cán bộ lãnh đạo ở địa phương tổ chức cuộc kháng chiến của nhân dân Bến Tre. Năm 1954, cuộc kháng chiến của nhân dân Bến Tre cùng với cả nước đã giành được thắng lợi. Những năm sau khi Hiệp định Geneva, tháng 7 năm 1954, Bến Tre là một trọng điểm cần phải bình định của chính quyền Ngô Định Diệm. Trong thời gian này, bà là một trong những cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Bến Tre đã cùng với các cán bộ lãnh đạo khác ra sức bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Tháng 11 năm 1959, bà làm phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Sau đó, bà nhận nhiệm vụ về khu ủy Trung Nam Bộ, tức khu 8 cũ, dự hội nghị tiếp thu nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đầu năm 1960, bà là một trong những người lãnh đạo đồng khởi Bến Tre và là người chỉ đạo trực tiếp cuộc đồng khởi đợt 1 ngày 17 tháng 1 năm 1960 ở ba điểm là xã Định Thủy, Bình Khánh và Phước Hiệp thuộc huyện Mỏ Cầy Nam hiện nay, mở đầu cho phong trào đồng khởi trong tỉnh và toàn miền Nam sau này. Sau cuộc đồng khởi Bến Tre, bà làm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch Mặt trận Giải phóng tỉnh Bến Tre. Năm 1964, trong Đại hội Dân tộc Giải phóng miền Nam lần thứ nhất, bà được bầu làm ủy viên chủ tịch đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận. Năm 1965, bà giữ chức phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Tại Đại hội Phụ nữ toàn miền Nam, bà làm hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Năm 1974, bà được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, 5, 6, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 6, 7, 8, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1992, bà giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Ngày 26 tháng 8 năm 1992, bà Nguyễn Thị Định từ trần tại thành phố Hồ Chí Minh khi vẫn đang đương chức. Những phần thưởng của bà Nguyễn Thị Định: năm 1968 là Huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ngày 30 tháng 8 năm 1995, bà Nguyễn Thị Định được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giải thưởng Hòa bình Lenin của Liên Xô trao tặng. Sau khi bà mất, đền thờ bà được lập tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong đền thờ có tượng đồng chân dung bà, tượng có chiều cao 1m75, nặng 1.025 cân, đặt trên bệ thờ cao 1,5m do Bộ Quốc phòng trao tặng.
nhân dân Hát Môn Hà Nội cũng đã rước bát hương bà về thờ trong khu đền Hai Bà Trưng. Tên của bà cũng được đặt cho nhiều tuyến đường, phố và trường học tại nhiều địa phương khác nhau ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thank you.